Nguyên một cái máy nước nóng này chỉ để phục vụ cái công tác đó là vệ sinh nội thất và vệ sinh khoang động cơ cho anh em. Đấy, đầu tư rất là nhiều và lớn nhá, chi phí đầu tư cực kỳ cao. Với cái máy nước nóng này sẽ hơn 100 triệu. Rồi chỉ để phục vụ cho anh em đấy là vệ sinh cái khoang động cơ của anh em này. Đấy, làm sao mà sạch, đẹp và bền nhất, tránh những cái hư hại không đáng tiếc và làm sao mà để nó làm sạch khoang động cơ cho anh em nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đấy. Ở Thái Nguyên tại hiện tại như nếu ở Thái Nguyên này thì nhá, em rất ít cơ sở có thể đầu tư được nguyên một cái bộ máy nước nóng như thế này để chỉ vệ sinh khoang động cơ và khoang nội thất cho anh em đấy nhá. Đây, anh em có thể thấy đây là cái quá trình mà bên em là kỹ thuật bên em đang tiến hành vệ sinh ở cái khoang động cơ. Cái hóa chất sẽ là cái hóa chất chuyên dụng để tẩy bụi bẩn và dầu mỡ trên khoang động cơ và không ảnh hưởng đến chi tiết nhựa và chi tiết cao su trong khoang động cơ, không làm bạc màu hoai hóa cái cao su đi nhé. Còn đây là những cái chi tiết điện cần phải bảo vệ sẽ được che chắn và những cái rác điện nó sẽ được xịt một cái hóa chất để chống hạn chế nước chống bám nước vào đấy, để khi mà anh em rửa thì nó sẽ không hạn chế tối đa hết mức thấp nhất để mà cái nước có thể ảnh hưởng đến cái phần chi tiết điện. Anh em đấy, còn anh em nào mà đang muốn dọn nội thất này, đang muốn vệ sinh khoang động cơ này an toàn mà làm đúng theo chuẩn yêu cầu kỹ thuật thì anh em đến ngay Akala Tháng Nguyên anh em nhá.